Nhất ông Phùng Trọng Việt. Đây là hai trọng tài sẽ điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Các trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài số 1 ông Phùng Trọng Việt. Và trọng tài thứ hai điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là ông Nguyễn Anh Tuấn. Đội hình xuất phát của đội Ninh Bình LP Bank. Số 2 Vi Bây giờ Thị sẽ Yến là Nhi. Danh sách xuất phát của số 8, đội bóng Lê Thanh Ninh Thúy. Bình Liên Việt số Post 10, Bank Nguyễn Thị với Bích Tuyền, đội trưởng. Tên nhận diện mới là số LP Bank. Green. Số 15 Nguyễn Các cầu Thị thủ Trinh. Mang áo số 2 số 16, chuyền 2 Vi Thị Yến Thúy. Nhi, số 8 phụ công Lê Thanh Thúy, số, 6, số 10 đội trưởng Liên. Nguyễn Thị Bích Tuyền, cầu thủ thi đấu vị trí đối chuyền. Số 14 chủ công Darin, số 15 phụ công Nguyễn Thị Trinh, số 16 chủ công Đinh Thị Thúy và libero mang áo số 6 là Nguyễn Thị Kim Liên. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Ninh Bình LP Bank là ông Thái Thanh Tùng. Số 10 Hoàng Thị Thảo. Danh sách xuất phát của xi măng Long Sơn Thanh Hóa trong trận này gồm có số 2 chủ công Sana Anakulova, số 4 phụ công Lê Thị Hạnh, số 10 là chủ công Hoàng Thị Thảo, số 12 phụ công Trịnh Thị Huyền, số 16 chuyền 2 Lê Thị Dung, số 17 đội trưởng đối chuyền Lê Thị Lan và libero mang áo số 18 Nguyễn Thị Phước. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng xi măng Long Sơn Thanh Hóa là ông Trần Đăng Thành. Bước vào trận đấu ngày hôm nay thì bên cạnh những yếu tố liên quan tới chuyên môn mà như chúng tôi đã nhận định, với lợi thế một chút nghiêng về phía các cô gái Ninh Bình Liên Việt Postbank, đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, thì đội bóng này cũng có một chút lợi thế về mặt thể lực khi là câu lạc bộ đánh vòng 2 cũng tại Đà Nẵng nên họ di chuyển ra Quảng Nam thuận tiện hơn. Trong khi đó thì các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa sau khi kết thúc hành trình tại vòng 2 ở Đắk Nông đã phải di chuyển một quãng dài để tới với Quảng Nam. Set 1 của trận đấu đã được bắt đầu và điểm đầu tiên thuộc về phía các cô gái Ninh Bình Liên Việt Postbank. Tình huống tấn công ở vị trí số 3 ghi điểm của phụ công Lê Thúy. Ở mùa giải năm nay thì phụ công Lê Thanh Thúy và chủ công Đinh Thị Thúy cũng được triệu tập vào đội hình của đội tuyển Việt Nam. Một mùa giải với rất nhiều dấu ấn của bóng chuyền nữ Việt Nam và chúng ta cũng đã triệu tập rất nhiều tuyển thủ ở nhiều đội bóng khác nhau. Bích Tuyền, cú đập bóng đầu tiên của đội trưởng bên phía Ninh Bình LP Bank. Hàng sau và tấn công vẫn chưa có điểm của Sana. Nhưng trọng tài xác định các cô gái Thanh Hóa cũng đã có điểm đầu tiên sau tình huống mắc lỗi hai chạm của Ninh Bình LP Bank. Người phát bóng cho đội bóng áo đỏ bây giờ sẽ là Hoàng Thị Thảo, cũng là một tuyển thủ quốc gia. Hoàng Thị Thảo được triệu tập vào đội hình 2 của đội tuyển Việt Nam. Được chuyền cho Sana. Darin. Tình huống đánh bóng chéo sân tốt của ngoại binh người Thái Lan. Tại vòng 2 thì chủ công Darin chưa thể hiện được nhiều và cũng chưa có nhiều đóng góp cho Ninh Bình LP Bank. Tuy nhiên đội bóng này vẫn duy trì được vị trí nhất bảng của mình để có lợi thế tại vòng tứ kết khi chỉ phải chạm trán đội bóng xếp cuối ở bảng D của nữ, đó chính là xi măng Long Sơn Thanh Hóa, đội bóng xếp ở vị trí thứ 4. Vị trí thứ 5 thì dành cho suất xuống hạng. Thêm một tình huống tấn công ghi điểm nữa của Darin. Đội bóng áo vàng đang khai thác khá nhiều mũi công bằng áo số 14 với những tình huống chuyền bóng ra biên 4. Sana. Đó cũng là một pha tấn công tốt ở vị trí số 4 của Sana Anakulova. So với Darin thì ở vòng 2 Sana đã có rất nhiều đóng góp trong hành trình trụ hạng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Một hành trình nhiều khó khăn, nhiều thách thức, nhưng cũng đầy niềm vui và hạnh phúc dành cho các cô gái xứ Thanh. Trọng tài xác định bóng ra ngoài sân. Sau tình huống phát bóng vừa rồi thì phụ công Trịnh Thụy Huyền đã rời sân. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Bích Tuyền.
Pha phối hợp đánh chiến thuật tốt của các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tình huống tấn công vừa rồi với cú đánh chồng là của đối chuyền Lê Thị Lan. Tỷ số bây giờ là 3-4. Lê Thị Lan cũng là đội trưởng của đội bóng Sư Thanh. Năm nay cô 34 tuổi. Pha xử lý hai chuyền khôn ngoan của Vi Thị Yến Nhi. Trận đấu này thì Yến Nhi được chọn là chuyền hai chính của Ninh Bình. Trong đội hình của Ninh Bình họ còn một chuyền hai nữa, đó là số 7 Nguyễn Thị Hoài My. Darin Pinchuvan, chủ công 29 tuổi sẽ là người thực hiện cú phát bóng đây. Điều chuyền sau đầu. Hàng sau Bích Tuyền. Luống chắn bóng giảm lực tốt của các cô gái Thanh Hóa. Sana đánh y rất hay. Cho tới thời điểm này thì ngoại binh của cả hai đội bóng đều đang có hiệu suất ghi điểm ấn tượng. Bên phía xi măng Long Sơn Thanh Hóa là Sana Anakulova, còn bên phía Ninh Bình là Darin. Những tình huống chuyền bóng ra biên 4 cho hai ngoại binh này đều giúp cho hai đội bóng có điểm. Và chớp thời cơ thành công của các cô gái Thanh Hóa và tỷ số được san bằng 5 đều. Bích Tuyền. Bích Tuyền đập bóng rất mạnh từ hàng sau. Và tình huống vừa rồi thì libero bên phía Thanh Hóa đó là Phạm Thị Thúy đã không phòng thủ được. Mới đây thì Bích Tuyền cũng đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia để tham dự giải vô địch các câu lạc bộ thế giới. Nhưng vì lý do đang gặp vấn đề về mặt tâm lý nên đối chuyền của Ninh Bình cũng đã xin không tập trung ở thời điểm này. Vừa rồi là tình huống gặp giữa Yến Nhi và Lê Thanh Thúy với pha tấn công ở vị trí số 3 không thành công của các cô gái Ninh Bình. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho Ninh Bình. Kể từ đầu trận đấu cho tới giờ thì các cô gái Ninh Bình Liên Việt Postbank vẫn đang là những người nắm thế chủ động. Họ thường là đội bóng dẫn điểm nhưng khoảng cách không xa với xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chuyền hai Yến Nhi sẽ thực hiện cú phát bóng. Sana có vẻ như đã có lỗi tấn công hàng sau rồi. Chính xác là như vậy. Thêm một điểm nữa được ghi dành cho Ninh Bình Liên Việt Postbank. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Yến Nhi. 9-6 dành cho Ninh Bình LP Bank. Tình huống phát bóng bay rất khó chịu khiến cho Hoàng Thị Thảo đã mắc lỗi. Bước 1 không tốt và cơ hội tấn công dành cho Ninh Bình LP Bank. Cú đánh vừa rồi là của Lê Thúy. Ngay sau đó thì các cô gái xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã tổ chức một pha tấn công hàng sau. Lần này thì cú kết thúc của Sana Anakulova đã hợp lệ. Một pha tấn công tốt của chủ công mang áo số 2 giúp cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa cắt điểm. Tỷ số bây giờ là 7-9. Đó là tình huống phối hợp đánh lao len rất hay của các cô gái Ninh Bình. Pha di chuyển của Bích Tuyền với miếng đánh chiến thuật vừa rồi đã khiến cho hàng thủ của xi măng Long Sơn Thanh Hóa không kịp trở tay. Đinh Thúy và là người vừa phát bóng. Sau đầu đánh bóng bạt chắn. Pha tấn công ghi điểm vừa rồi là của Trịnh Thị Huyền. Trịnh Thị Huyền là phụ công mà Thanh Hóa mượn được từ Hóa chất Đức Giang tia sáng.
Darin. Darin đánh bóng chéo sân rất khó, và một lần nữa thì libero của xi măng Long Sơn Thanh Hóa lại không thể phòng thủ thành công. Đó là nỗ lực bất thành của libero Phạm Thị Thúy, cầu thủ mặc áo số 20. Trong đội hình của Thanh Hóa còn một libero nữa là số 18 Nguyễn Thị Phước. Ở giải đấu năm nay thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa đăng ký 13 cầu thủ với 2 libero. Số lượng vận động viên đăng ký tối đa là 14. Tuy nhiên trước khi bước vào vòng chung kết thì đội bóng xứ Thanh đã kết thúc hợp đồng với ngoại binh người Nhật Bản. Cầu thủ phải trở về Peru để tiếp tục hành trình của mình. Đó là Ayumi Nakamura. Đường chuyền sau đầu và phối hợp đánh bay sau chưa có điểm cho Thanh Hóa. Bích Tuyền chắn bóng tốt, tình huống chắn đôi thành công của các cô gái xứ Thanh. Đó là pha phối hợp chắn đôi của Sana và Trịnh Thị Huyền. Tình huống bám chắn tốt của phụ công áo số 12. Đường chuyền sau đầu. Ngay sau khi mất điểm với một tình huống phòng thủ tốt của đối phương thì các cô gái Ninh Bình cũng đã có được một điểm block. Tỷ số bây giờ là 13-9. Đó là tình huống chắn bóng tốt của phụ công Nguyễn Thị Trinh, một trong những phụ công hay nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Sana đang giữ hiệu suất ghi điểm rất cao ở trận này. Cơ hội tấn công dành cho Ninh Bình. Đưa bóng ra biên cho Darin. Đường chuyền không tốt khi bóng đi quá sát lưới. Sana. Lần này thì libero của Thanh Hóa đã phòng thủ được chiếc cú đập của Darin. Sana. Lại là Darin. Hai đội bóng liên tục nhồi bóng cho các ngoại binh. Sana Nakulova. Điểm dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Một loạt bóng bền với những tình huống nhồi biên 4 liên tục của cả Ninh Bình lẫn Thanh Hóa. Cuối cùng thì Sana Anakulova là người đã kết thúc được bóng này. Người phát bóng là Lê Thị Lan. Nguyễn Thị Trinh tấn công ở vị trí số 3 rất uy lực. Cô gái người Đắk Lắk là cầu thủ có kỹ năng đánh nhanh rất hay. Thêm một tình huống ghi điểm nữa của Sana Anakulova. Lối chơi của Thanh Hóa đang dựa dẫm khá nhiều vào sức mạnh của ngoại binh tới từ Kazakhstan. Trong màu áo của An Tây thì Sana cũng đã cùng với đội bóng này vô địch sân chơi AVC Club, giải vô địch các câu lạc bộ châu Á vào năm 2021. Và một năm sau đó thì giành vị trí Á quân. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Đập từ hàng sau. Thanh Hóa đang khai thác tối đa sức mạnh của Sana Anakulova. Hiệu suất của cô gái này ở thời điểm hiện tại có lẽ là phải vào khoảng trên 80%. Không được. Nỗ lực cứu bóng không thành công của libero Phạm Thị Thúy. Ninh Bình LP Bank vẫn đang có lợi thế 2 điểm.
Cùng thời điểm này thì trận tứ kết thứ nhất ở nội dung của nam cũng đang diễn ra và được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Đó là cặp đấu giữa Biên Phòng và La Vi Long An. Nội dung nam thi đấu tại Khánh Hòa, còn nội dung nữ thi đấu tại Quảng Nam. Toàn bộ những diễn biến của giải bóng chuyền vô địch quốc gia quý vị đều có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Trận đấu của nam thì đang được tường thuật trực tiếp trên kênh Allsport cùng các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của chúng tôi. Còn trận đấu của nữ thì chúng ta đang theo dõi trực tiếp trên kênh Allsport News cũng như là các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng thể thao chuyên biệt OnPlus. Pha tấn công ghi điểm của Đinh Thúy. Ninh Bình vẫn đang giữ được lợi thế dẫn trước. Đinh Thúy vừa có một tình huống đánh y lách chắn rất hay. 16-14. Hoàng Thị Thảo, bóng trong sân, điểm dành cho Thanh Hóa. Và cách giữa hai đội lại được thu hẹp xuống chỉ còn một điểm thôi. Pha phối hợp đánh chiến thuật của Ninh Bình và đó là tình huống ghi điểm của Đinh Thúy. Tình huống đánh chồng trước của chủ công bên phía Ninh Bình. Đó là pha bóng mà phụ công của đội bóng áo vàng chỉ giữ vai trò di chuyển chiến thuật để chạy hút chắn. Đường chuyền sau đầu. Cú đánh vừa đủ của Trịnh Thụy Huyền để giúp cho Thanh Hóa có thêm một điểm nữa. Nhưng các cô gái xứ Thanh lại vừa lãng phí một điểm số với tình huống phát bóng ra ngoài. Người đã phát bóng ra ngoài trong pha bóng vừa rồi là chủ công Hoàng Thị Thảo. 18-16. Những tình huống xử lý bước 1 không tốt khiến cho Thanh Hóa tiếp tục phải rơi vào thế phải phòng thủ. Đưa bóng ra biển Darin. Darin đánh bóng chạm tay chắn và bóng đi ra ngoài, thêm một điểm cho Ninh Bình. Darin là chủ công người Thái Lan, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1994. Năm nay cô 29 tuổi. Cũng là một thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, vô địch SEA Games 32 tại Campuchia. Thanh Hóa giành lại quyền phát bóng với pha tấn công ở vị trí số 4 của Sana. Người phát bóng bây giờ sẽ là Trịnh Thị Huyền, phụ công áo số 12 bên phía đội bóng xứ Thanh. Nguyễn Thị Trinh, lực đập của Nguyễn Thị Trinh với tình huống đánh lao vừa rồi là cực kỳ ấn tượng. Trong màu áo của Ninh Bình, thời điểm đội bóng này thiếu chủ công thì Nguyễn Thị Trinh cũng bị đẩy sang chơi vị trí chủ công chứ không được chơi vị trí sở trường là phụ công của mình. Một quá trình dài như vậy cũng khiến cho phụ công người Đắk Lắk bị mòn đi những kỹ năng đánh nhanh của mình. Một kỹ năng xử lý ở khu vực giữa lưới. Tuy nhiên khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì phụ công Nguyễn Thị Trinh cũng đã đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Và năm nay thật may khi cô đã được trở lại thi đấu ở vị trí quen thuộc của mình. Bích Tuyền đã đặt bóng quá uy lực của đối chuyền mang áo số 10. 21-18, lợi thế 3 điểm dành cho Ninh Bình LP Bank. Nếu không có được những tình huống chắn bóng giảm lực thì rất khó để cho hàng sau của Thanh Hóa có thể ngăn chặn những tình huống tấn công mạnh mẽ của Bích Tuyền. Vừa rồi là pha xử lý hai chuyền của Lê Thị Dung trong một pha bóng mà cô đã không có được tình huống xử lý bước một thuận lợi từ đồng đội.
Lê Thị Dung là một trong những chuyền hai thi đấu ấn tượng ở vòng 2 giải vô địch quốc gia. Đường chuyền sau đầu của Yến Nhi. Và Nguyễn Thị Trinh đã có một cú đánh một chân sau đầu tốt để ghi điểm. Mặc dù tư thế đánh không thực sự hoàn hảo. Đưa bóng ra biên. Đường chuyền không tốt dành cho Sana. Cơ hội tấn công thuộc về Ninh Bình. Và Lê Thúy đã không từ chối cơ hội vừa rồi để giúp cho đội bóng áo vàng ghi thêm một điểm nữa. 23-19 nghiêng về phía Ninh Bình LP Bank. Ban huấn luyện của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã phải gọi hội ý trong hành trình di chuyển tới Quảng Nam. Thì rất nhiều vị trí trong đội hình của Thanh Hóa đã gặp vấn đề về mặt thể lực. Theo chia sẻ của huấn luyện viên trưởng đội bóng xi măng Long Sơn Thanh Hóa là ông Trần Đăng Thành, thì sau 2 ngày di chuyển bằng ô tô, nhiều vận động viên bước vào những buổi tập để chuẩn bị cho vòng chung kết tỏ ra mệt mỏi rõ rệt. Một phần cũng bởi trước lượt trận cuối cùng của vòng 2 giải vô địch quốc gia, nhiều vận động viên trong đội hình của xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã bị ốm, bị sốt virus, trong đó có cả ông Trần Đăng Thành. Và lượt trận cuối cùng thì huấn luyện viên trưởng của xi măng Long Sơn Thanh Hóa cũng đã phải vắng mặt trong một trận đấu vô cùng quan trọng đối với đội bóng xứ Thanh. Hướng chắn bóng tốt của Lê Thúy và Yến Nhi. Sau tình huống hội ý vừa rồi thì các cô gái xứ Thanh vẫn không ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. ...24-19... 5 set point dành cho các cô gái Ninh Bình LP Bank. Đánh bóng ra ngoài và set đấu đầu tiên đã thuộc về phía Ninh Bình LP Bank. Một set đấu mà Thanh Hóa chơi không hề tệ, nhưng họ dựa dẫm khá nhiều vào sức mạnh của Sana Anakulova. Chính vì vậy mà đội bóng này cũng trở nên dễ bị bắt bài hơn. Trong khi đó thì bên phía Ninh Bình, họ không chỉ có một mình Bích Tuyền, Darin cũng giữ được hiệu suất ghi điểm tốt, cùng với đó là những miếng đánh của các phụ công. Ninh Bình tấn công đa dạng hơn, sức mạnh đồng đều hơn, nên họ xứng đáng có được phần thắng trong set đấu thứ nhất. Tỷ số là 25-19 cho set đấu mở màn. Và chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với set đấu thứ hai của trận đấu này. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với nhà thi đấu tại tỉnh Quảng Nam để tiếp tục theo dõi những diễn biến của trận tứ kết thứ nhất nội dung của nữ giữa Ninh Bình LP Bank và xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Ở set đấu thứ nhất, các cô gái Ninh Bình là những người chơi tốt hơn và họ đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 để tạm vươn lên dẫn trước.
Mùa giải năm ngoái, mùa giải 2022 thì đội bóng nữ Ninh Bình xếp ở vị trí thứ 4. Trong khi đó thì Thanh Hóa đứng thứ 8. Mùa trước Ninh Bình vẫn mang tên Ninh Bình Doveco, còn Thanh Hóa là Hà Phú Thanh Hóa. Nhưng ở mùa giải năm nay thì cả hai đội đều đã có sự thay đổi và gắn với tên nhà tài trợ mới. Thanh Hóa có sự thay đổi nhà tài trợ trước vòng đấu thứ 2, và điều đó cũng tạo ra những cú hích rất lớn cho đội bóng xứ Thanh trên hành trình trụ hạng năm nay. Trọng tài xác định điểm đầu tiên thuộc về Ninh Bình LP Bank. Bên phía đội bóng áo vàng họ đang giữ nguyên đội hình xuất phát, và vừa rồi là một tình huống chớp thời cơ để nâng tỷ số lên 2-0. Bước 1 của Thanh Hóa đang gặp rất nhiều vấn đề. Người vừa ghi điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho Ninh Bình là chủ công Đinh Thúy. Hoàng Thị Thảo. Tình huống phòng thủ thành công của các cô gái áo vàng. Bích Tuyền. Bích Tuyền với một cú đánh xa lưới nhưng vẫn đủ hiểm hóc để có thể đánh bại chuyền hai Lê Thị Dung. Ở vòng 2 của giải vô địch quốc gia thì Bích Tuyền chính là cầu thủ có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Và đập bóng rất uy lực nhưng Darin đã phòng thủ được. Tuy nhiên trọng tài xác định điểm dành cho các cô gái xứ Thanh ở tình huống vừa rồi vì đã có lỗi hai chạm. Tại vòng 2, đối chuyền Bích Tuyền của Ninh Bình ghi được tổng cộng 102 điểm, xếp vị trí số 1. Sana của Thanh Hóa đóng góp 83 điểm, đứng thứ 2, và vị trí thứ 3 thuộc về Polina Rahimova. Đối chuyền ghi được 78 điểm. Ninh Bình đang có lợi thế 3 điểm trong xét đấu này. Cả hai libero của Thanh Hóa đều đang gặp vấn đề trong trận đấu ngày hôm nay với những tình huống bắt bước một thực sự là chưa tốt. Cũng một phần bởi các cô gái Ninh Bình có những pha phát bóng bay cũng rất khó chịu. Cùng với đó là những tình huống đập bóng với lực rất mạnh từ phía Bích Tuyền cũng như là Darin. Phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng rút lưới của Đinh Thị Thúy. 2-5. Ngày hôm nay là một ngày trong tuần và không thời gian buổi chiều này thì có lẽ là nhiều khán giả vẫn chưa thể sắp xếp tới sân để trực tiếp theo dõi các trận đấu. Vào khung giờ buổi tối hoặc những ngày cuối tuần thì chắc chắn là khán đài của chúng ta sẽ có sự góp mặt của đông đảo khán giả hơn. Sana. Hai pha tấn công liên tiếp và Thanh Hóa đã có điểm. Tình huống ghi điểm vừa rồi là của đối chuyền Lê Thị Lan. Nếu không thể trực tiếp tới sân theo dõi các trận đấu tại vòng chung kết của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay thì quý vị đều có thể theo dõi trọn vẹn toàn bộ những trận đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023 trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Darin. Được chuyền cho Bích Tuyền. Bích Tuyền dễ dàng ghi điểm. Bích Tuyền ở xét đấu đầu tiên và những diễn biến đầu xét 2 này thì vẫn chưa nhận quá nhiều bóng. Nhưng hiệu suất ghi điểm của Bích Tuyền cũng là rất cao. Tình huống chắn bóng tốt của Darin khiến cho các cô gái Thanh Hóa quá vất vả và họ không thể thành công trong việc đưa bóng sang phần sân của đối phương.
phát bóng ăn điểm trực tiếp. Ở tình huống vừa rồi thì Hoàng Thị Thảo lại mắc lỗi trong pha phòng thủ của mình. Bóng sượt mép lưới khiến cho pha phán đoán của Hoàng Thị Thảo đã không chính xác. Tiếp tục là cầu phát bóng của Bích Tuyền. Sana. Pha xử lý tốt của chủ công người Kazakhstan. Sana Anakulova là vận động viên sinh ngày 21 tháng 7 năm 1989 với chiều cao 1m88, bật đá 3m10 và bật chắn 3m. Tấn công tốt của Darin, đó là tình huống đánh biên thu của chủ công người Thái. Rõ ràng là Ninh Bình có nhiều cầu công hơn so với các cô gái Thanh Hóa, nên họ tấn công đa dạng hơn hẳn. Nhiều vị trí của đội bóng này đều có thể ghi điểm. Hoàng Thị Thảo với nỗ lực đánh bóng bạt chắn chưa có điểm cho Thanh Hóa. Đinh Thúy bỏ nhỏ. Tình huống cứu bóng thành công. Sana vừa bị trượt chân, rất đáng tiếc. Tình huống vào đà để thực hiện cú đánh từ hàng sau của Sana Anakulova, nhưng mặt sân quá trơn khiến cho cô gái này đã có một cú ngã khiến cho nhiều cổ động viên của Thanh Hóa phải cảm thấy lo lắng với những hình ảnh này. Sana Anakulova là chỗ dựa thực sự lớn đối với Thanh Hóa. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cổ chân trái của Sana không biết có gặp vấn đề gì không. Nếu như cô gái này bị chấn thương thì đó thực sự là một điều đáng tiếc. Một trong những ngoại binh cũng cho thấy sự hòa nhập rất nhanh và có nhiều đóng góp ở sân chơi vô địch quốc gia của chúng ta mùa giải năm nay. Nói không quá nhưng Sana thực sự là đóng góp phải tới 60-70% cho thành công với tấm vé trụ hạng của Thanh Hóa sau khi họ không có được bất cứ trận thắng nào ở vòng 1 của giải vô địch quốc gia. Ở vòng 1 thì đội bóng này thua cả 4 trận khi rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh như Hóa chất Đức Giang Tia Sáng, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, VTV Bình Điền Long An và cái tên còn lại là Thành phố Hồ Chí Minh. Thua cả 4 trận nhưng sang vòng 2, đội bóng xứ Thanh đã có được những thắng lợi quan trọng. Một trận thắng trước Kinh Bắc Bắc Ninh, đối thủ trực tiếp. Và chiến thắng ở lượt cuối trước Quảng Ninh, đội bóng đã hết mục tiêu để vượt qua Kinh Bắc và là cái tên cuối cùng trụ lại ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc nội. Đinh Thị Thúy. Cơ hội tấn công dành cho Thanh Hóa. Hàng sau. Cú đập bóng vừa rồi là của Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Chủ công áo số 9 là người được lựa chọn chơi thay cho Sana Anakulova. Lúc này nếu như Thanh Hóa vẫn còn Nakamura thì tốt biết mấy. Tuy nhiên hợp đồng giữa đội bóng xứ Thanh và ngoại binh người Nhật Bản chỉ được ký kết cho đến hết vòng 2. Cầu thủ này vẫn đang còn hợp đồng thi đấu tại Peru cho câu lạc bộ Social Deportivo. Thực tế thì nhiều đội bóng của chúng ta cũng chỉ ký những hợp đồng ngắn hạn với các ngoại binh, những hợp đồng mang tính thời vụ, khi những ngoại binh này đều thuộc biên chế của những câu lạc bộ khác ở nước ngoài và tranh thủ quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi ở giải vô địch quốc gia của các nước đó thì họ đầu quân cho các đội bóng tại Việt Nam với những bản hợp đồng ngắn hạn. Tỷ số của set đấu thứ 3, xin lỗi quý vị, set đấu thứ 2 đang là 13-6 nghiêng về phía Ninh Bình LP Bank. Không còn Sana ở trên sân thì Thanh Hóa chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trước sức mạnh của Ninh Bình.
phát bóng ra ngoài. Ngày hôm nay thì một trong những mũi công chủ lực của Thanh Hóa là Hoàng Thị Thảo đang thi đấu với phong độ không tốt, nhiều tình huống xử lý bước một lỗi và vừa rồi lại mắc lỗi phát bóng. Cũng phải thông cảm cho các cô gái Thanh Hóa, họ vừa di chuyển một hành trình dài từ Đắk Nông, nhiều vị trí không có được thể trạng tốt nhất vì bị ốm. Nhưng họ đã trải qua một hành trình với rất nhiều niềm vui và nước mắt. Sau khi đánh bại Quảng Ninh ở lượt trận cuối cùng để giữ cho mình tấm vé trụ hạng, thì phụ công Lê Thị Hạnh thậm chí còn kiệt sức và bị ngất xỉu, phải được đưa tới bệnh viện. Những hình ảnh đó cũng cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường của các cô gái xứ Thanh để giữ lại cho mình tấm vé trụ hạng. Sana vẫn chưa thể trở lại sân, nhưng hy vọng là chúng ta sẽ không phải chứng kiến chấn thương quá nặng của chủ công này. Darin giờ đây vào vòng chung kết dường như đang bung sức nhiều hơn so với những gì cô thể hiện ở vòng 2. Tình huống đánh bóng chéo sân rất tốt của chủ công người Thái Lan. Liên tiếp là những pha bắt bước một không tốt của Thanh Hóa khiến cho chuyền hai Lê Thị Dung gặp quá nhiều khó khăn trong việc phân phối bóng của mình. Lại là một tình huống xử lý bước một lỗi nữa của Thanh Hóa. Với thế trận như thế này thì rất khó để cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa có thể tạo nên bất ngờ trước Ninh Bình LP Bank. Một lần nữa thì huấn luyện viên Trần Đăng Thành lại phải gọi time out. Trong mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ được có 2 lượt hội ý, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Trước vòng đấu thứ hai thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa ngoài việc có một nhà tài trợ mới với bản hợp đồng có mức kinh phí tài trợ là 4,4 tỷ đồng trong năm nay, mức tài trợ kỷ lục trong vòng 1 năm đối với bóng chuyền nữ xứ Thanh, thì đội bóng này cũng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi huấn luyện viên Trần Đăng Thành, người chia tay Đắk Lắk, đã về dẫn dắt Thanh Hóa, thay thế cho huấn luyện viên Thái Quang Lai, người chuyển sang dẫn dắt đội bóng Nam Hà Tĩnh. Và tấn công ghi điểm ở vị trí số 2, đó là pha ghi điểm của phụ công Trịnh Thị Huyền. Lê Thúy, những miếng đánh ở vị trí số 3 của Ninh Bình ngày hôm nay cũng rất ấn tượng. Có thể thấy là các cô gái Ninh Bình đang thi đấu với tinh thần rất thoải mái. Họ phần nào cũng có được sự chuẩn bị và thể lực tốt hơn so với các cô gái xứ Thanh. Khi kết thúc vòng 2 ở cung thể thao Tiên Sơn thì không phải di chuyển một quãng đường dài để đến với Quảng Nam. Bên cạnh đó thì với việc liên tục dẫn đầu ở bảng C của nữ và đã cầm chắc trong tay tấm vé góp mặt ở tứ kết, thì đương nhiên là huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cùng các học trò cũng sẽ có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho vòng chung kết này. Thanh Hóa có sự thay đổi người ở vị trí chuyền 2. Tôn Thị Minh Thư, chuyền 2 mang áo số 15 thay cho Lê Thị Dung. Khoảng cách lúc này giữa hai đội lên tới 11 điểm. Minh Thư là chuyền 2 sinh năm 2003, một trong hai cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội bóng xứ Thanh. Bích Tuyền, những cú dội bom của Bích Tuyền thực sự là rất khó để có thể ngăn chặn. Bóng bung tay chắn. Điểm thứ 21 dành cho Ninh Bình LP Bank.
đưa bóng ra biên. Pha tấn công tốt vừa rồi là của Nguyễn Thị Hiền. 10-21. Được chuyền cho Bích Tuyền, hàng sau. Bóng chạm tay chắn và văng ra rất xa. Lực đập là quá khủng khiếp. 22-10. Với diễn biến này thì đây rất có thể sẽ là một chiến thắng dễ dàng dành cho Ninh Bình LP Bank. Họ hoàn toàn có cơ hội để có thể vượt qua Thanh Hóa chỉ sau 3 set đấu và giữ sức cho lượt trận tiếp theo. Và tấn công ở vị trí số 2 ghi điểm của Nguyễn Thị Hiền. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị thì mũi cơm áo số 5 đang có hai tình huống ghi điểm thành công cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Một pha tấn công ở vị trí số 4 và vừa rồi là cú đánh ở vị trí số 2. Đinh Thúy. Đinh Thúy là người bắt bước một và sau đó vào đà để thực hiện tình huống tấn công ở biên 4. Trong tình huống vừa rồi thì libero Kim Liên là người đã đóng vai của một chuyền hai. Lần này thì pha phối hợp đánh nhanh của các cô gái Ninh Bình đã không thành công. Tình huống đánh bóng ra ngoài sân của phụ công Lê Thanh Thúy. Hóa quyết định thay một cặp vận động viên ở vị trí đối chuyền và chuyền hai. Cú đánh hai chuyền của Yến Nhi. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Thanh Hóa. Và đánh một chân sau đầu vừa rồi là của Trịnh Thị Huyền. Mùa giải năm nay thì Thanh Hóa mượn khá nhiều cầu thủ. Họ mượn Trịnh Thị Huyền, phụ công sinh năm 1995 từ Hóa chất Đức Giang. Mượn Lê Thu Thảo, phụ công sinh năm 1999 từ Hà Nội. Mượn chuyền hai Minh Thư, chuyền hai sinh năm 2003 từ Hậu Giang. Cùng với đó là libero Nguyễn Thị Phước từ Đắk Lắk. Đinh Thúy. Cơ hội tấn công dành cho Bích Tuyền. Xứng đáng là vận động viên tấn công số 1 ở vòng 2 của giải vô địch quốc gia năm nay. Không có bất cứ khó khăn nào dành cho Bích Tuyền với những tình huống tấn công từ hàng sau và những cú đánh xa lưới. Quá nhiều set point cho các cô gái Ninh Bình. Và set đấu thứ hai cũng đã nhanh chóng khép lại với phần thắng 25-13 dành cho Ninh Bình LP Bank. Tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Set 2 này thì Thanh Hóa đã thua nhanh khi họ không còn có chủ lực Sana Anakurova ở trên sân. Cầu thủ người Kazakhstan đã bị trượt chân trong một tình huống tấn công sau vạch 3m của mình. Hy vọng là trong set đấu tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được sự trở lại của Sana Anakulova để vớt vát lại những hy vọng cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa với mục tiêu trước mắt là giành một set thắng trước Ninh Bình LP Bank.
Ảo dường như cũng đang nhận một vết đau ở vai phải. Và lúc này thì một chủ công khác của Thanh Hóa là Sana Anakulova, theo những thông tin mà chúng tôi có được, cô đang bị đau ở vùng lưng và hiện tại vẫn đang nằm sân. Có vẻ như sẽ rất khó để cho ngoại binh người Kazakhstan có thể tiếp tục thi đấu trong trận đấu này. Hiện giờ thì Sana Anakulova đang nằm sau một tấm biển quảng cáo ở trên sân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với xét đấu thứ 3. Thanh Hóa phát bóng trước và họ là những người thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị. Đinh Thúy, đường chuyền sau đầu, đánh với lực chưa đủ tốt để ghi điểm. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đó là tình huống tấn công của đối chuyền Lê Thị Lan. Một tình huống đánh bóng chiến thuật của các cô gái Thanh Hóa. Lê Thị Lan là một trong hai cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình của đội bóng xứ Thanh, cùng sinh năm 1989, bằng tuổi phụ công Lê Thị Hạnh. Bỏ nhỏ. Và bỏ nhỏ vừa rồi là của Lê Thanh Thúy. Darin bắt được một không tốt. 2-0 dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Tình đánh chiến thuật vừa rồi của Bích Tuyền đã bị bắt bài. Cơ hội tấn công dành cho đội bóng áo đỏ. Bích Tuyền chắn bóng tốt và điểm dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Chắc hẳn là các cổ động viên không chỉ của Thanh Hóa lúc này mà các cổ động viên trung lập đều đang rất muốn đội bóng xứ Thanh sẽ có thể giành được chiến thắng trong xét đấu thứ 3 này để trận đấu của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Đường chuyền sau đâu? Đó là đường chuyền không thuận lợi với tình huống vào đà của Trịnh Thị Huyền. Đinh Thúy nỗ lực chắn bóng không thành công của các cô gái Thanh Hóa và điểm đầu tiên cho Ninh Bình ở xét đấu này. Tỷ số là 1-3. Sau cặp đấu giữa Ninh Bình LP Bank và xi măng Long Sơn Thanh Hóa thì vào lúc 19 giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ có lễ khai mạc cho vòng chung kết xếp hạng nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2023. Và sau đó 30 phút là trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Tia Sáng và Vietinbank. Trận đấu giữa đội nhất bảng D của nữ và đội đứng ở vị trí thứ tư tại bảng C. Vào ngày mai, hai trận tứ kết còn lại ở nội dung của nữ sẽ diễn ra. Vào lúc 17 giờ là trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và đương kim vô địch Gale Simcoe Thái Bình. Còn lúc 19:30 sẽ là trận đấu giữa Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước và Quảng Ninh. Trọng tài bắt lỗi vị trí đối với các cô gái Ninh Bình. Tỷ số là 4-2 nghiêng về phía Thanh Hóa. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đương nhiên là không hài lòng với tình huống mất điểm vừa rồi. Cũng rất may cho ông và đội bóng của mình là đây không phải là một trận đấu quá căng đối với Ninh Bình. Bích Tuyền, tình huống phòng thủ tốt của các cô gái Thanh Hóa. Lê Thị Lan và đóng dấu đối với libero Nguyễn Thị Kim Liên. Tình huống đập bóng với lực không quá mạnh nhưng đủ bất ngờ đối với libero của Ninh Bình sau khi bóng lọt chắn. Pha lách chắn đánh y rất hay của đối chuyền đội trưởng Lê Thị Lan. 5-2 dành cho Thanh Hóa. Bích Tuyền. Bích Tuyền đánh bóng trên chắn. Lê Thị Lan. Cú đập bóng vừa rồi là của Bùi Thị Nga. Nỗ lực phòng thủ tốt
của các cô gái Thanh Hóa rất đáng khen ngợi. Bích Tuyên chắn bóng hay. Darin. Cuối cùng thì Ninh Bình cũng đã kết thúc được loạt bóng bền vừa rồi với một tình huống tấn công ở biên 4 của Darin. Rõ ràng là Darin đã chơi hay hơn nhiều so với vòng đấu thứ hai. Darin là vận động viên có chiều cao 1m71, bật đà 2m94 và bật chắn 2m71. Thêm một pha dội bom nữa của Bích Tuyền. Tình huống kẻ lại biên của đối chuyền mang áo số 10. Cách biệt bây giờ chỉ còn là một điểm. Đường chuyền sau đầu, đánh bóng bật chắn và đó là pha tấn công của phụ công Trịnh Thị Huyền. Tình huống mà libero Nguyễn Thị Kim Liên đã phòng thủ không tốt. Tình huống bắt bước một lỗi của libero đội tuyển quốc gia. Mùa giải năm nay thì Kim Liên cũng đã có những thời điểm được triệu tập lên đội tuyển. Nhưng hai thành viên thường xuyên góp mặt trong đội hình của đội tuyển đó là Khánh Đang và Thanh Liên. Bích Tuyền phát bóng. Tỷ số bây giờ đang là 6-7. Đường chuyền sau đầu. Và tấn công tốt của đối chuyền Lê Thị Lan. Sau khi Sana Anakulova rời sân thì đội trưởng Lê Thị Lan đang là người gánh team. Hiệu suất ghi điểm trong xét đấu thứ 3 này của đối chuyền mang áo số 17 là rất ấn tượng. Đội tấn công dành cho Thanh Hóa. Đó là cú đánh hai chuyền. Vẫn chưa có điểm cho đội bóng áo đỏ. Darin. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đinh Thúy bỏ nhỏ. Đó là một pha xử lý đưa bóng về cuối sân của chủ công Đinh Thúy. Người vừa có cú đánh ở vị trí số 2 đó là Hoài My. Hoài My là sự thay đổi vị trí chuyền 2 của Ninh Bình. Người chơi thay cho vị trí của Vi Thị Yến Nhi. Và tấn công như một đối chuyền của Hoài My. Hàng sau Bích Tuyền. Tình huống phòng thủ tốt của Lê Thị Lan. Sau đó thì Thanh Hóa cũng có một tình huống tấn công sau vạch 3m. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Kim Liên. Thanh Hóa đang chơi hay trong trận đấu này. Dù cho họ không còn có sự góp mặt của Sana Anakulova trên sân.
Dường như mỗi khi bị đẩy vào thế chân tường thì các vận động viên sẽ có thể bộc lộ hết khả năng của mình. Đó là cú đánh bay sau của Nguyễn Thị Trinh. Và tấn công với cú đánh một chân sau đầu của phụ công đội tuyển quốc gia đã giúp cho Ninh Bình san bằng tỷ số 1-0. Xin lỗi quý vị, là 9-0. Đưa bóng ra biên. Cú đánh rất uy lực ở biên 4. Đó là pha đập bóng của Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Trên sân lúc này thì bên phía Thanh Hóa họ đã có nhiều sự thay đổi so với đội hình xuất phát ở trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì bên phía Ninh Bình họ chỉ thay ở vị trí chuyền 2. Nhưng đội bóng xứ Thanh đang chơi tốt trong set 3 và liên tục là đội bóng dẫn điểm. Vừa rồi là pha chớp thời cơ của chuyền 2 Lê Thị Dung. 11-9. Rất hay. Và tấn công ở vị trí số 3 của Lê Thanh Thúy. Và Ninh Bình LP Bank rút ngắn cách biệt xuống còn 1 điểm. Cú ra tay rất gọn gàng và quyết đoán của phụ công mặc áo số 8. Bắt bước 1 không tốt. Bước 1 chính là vấn đề lớn nhất của Thanh Hóa ở trận đấu ngày hôm nay. Và phối hợp tấn công với đường chuyền sau đầu của các cô gái Thanh Hóa có tính đột biến không quá cao và họ đã bị bắt bài. Một mình Lê Thúy đã ngăn chặn được cú đánh bay sau của Trịnh Thị Huyền. Bích Tuyền. Bích Tuyền đánh bóng bạt chắn. Bây giờ thì Ninh Bình đang có lợi thế dẫn trước 2 điểm sau khi liên tục bị Thanh Hóa dẫn điểm ở thời điểm đầu set 3 này. Huấn luyện viên Trần Đăng Thành vừa có những nhắc nhở với các học trò của mình. Những nhắc nhở rất nhẹ nhàng, đặc biệt là cho vị trí libero của Thanh Hóa. Vị trí có thể nói là chơi không tròn vai ở trận đấu ngày hôm nay. Cả hai libero của đội bóng xứ Thanh đều có những tình huống phòng thủ và bắt bước một lỗi. Điểm block cho các cô gái Ninh Bình. Đó là tình huống chắn đôi của Bích Tuyền và Lê Thanh Thúy. Hàng sau Darin. Darin đánh bóng ra ngoài rất xa. Sau tình huống vừa rồi thì cô gái người Thái Lan đã nhận lỗi về mình. 12-14. Chuyền 2 Hoài My là người có kỹ năng chuyền bóng hàng sau rất tốt và rất hợp với Bích Tuyền. Thanh Hóa lại phung phí điểm số với tình huống phát bóng ra ngoài. 15-12. Đội bóng thua trong các cặp tứ kết thì vẫn chưa kết thúc hành trình của mình ở vòng chung kết giải vô địch quốc gia. Và họ sẽ còn những trận đấu phân hạng ở phía trước. Pha xử lý bước 1 không thành công của Bích Tuyền. Đổi vào điểm cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên 16 và 17.
thì chúng ta sẽ đến với các trận đấu bán kết và bán kết phân hạng. Vào ngày 18 tháng 11 và trong ngày 19 tháng 11 là 4 lượt trận tranh hạng 7, tranh hạng 5, tranh hạng 3 và trận đấu chung kết. Toàn bộ những diễn biến của giải bóng chuyền vô địch quốc gia quý vị đều có thể theo dõi trực tiếp và trọn vẹn trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Pha tấn công ở vị trí số 3. Tình huống đánh bóng với pha di chuyển chiến thuật của đối chuyền Lê Thị Lan. Nhưng bóng lại đi ra ngoài. Và chớp thời cơ tốt của Nguyễn Trinh. Những tình huống bắt bước một lỗi của các cô gái xứ Thanh đang mang lại quá nhiều cơ hội cho Ninh Bình ở trận này. Đưa bóng cho Bích Tuyền. Lại thêm một tình huống kẻ biên nữa của đội chuyền mang áo số 10. Một trận đấu quá khó khăn với hai libero của Thanh Hóa, đó là Nguyễn Thị Phước, libero sinh năm 1996, và Phạm Thị Thúy, libero lớn hơn Nguyễn Thị Phước 1 tuổi. Lỗi dính bóng của các cô gái Thanh Hóa. Điểm thứ 19 dành cho Ninh Bình. Thanh Hóa sử dụng lượt hội ý cuối cùng của mình trong set 3 này. Nhưng ở thời điểm này thì thật khó để cho đội bóng xứ Thanh tìm ra những sự điều chỉnh hiệu quả khi nhân sự của họ thua kém so với Ninh Bình và lại mất tay đập chủ lực Sana Anakulova. Chúng ta thường nói phải có bột thì mới gột nên hồ, nhưng rõ ràng là trận đấu ngày hôm nay thì Thanh Hóa đang không đủ nhân lực để có thể tạo nên bất ngờ trước một đội bóng mạnh như Ninh Bình LP Bank. Cầu phát bóng của Lê Thanh Thúy. Đường chuyền sau đầu, chắn bóng tốt, đó là điểm block dành cho Darin. Vẫn chưa có điểm cho Ninh Bình. Darin. Chắn bóng tốt. Lần này thì người đã chắn bóng thành công đó là Nguyễn Thị Trinh. Những pha chuyền bóng với tốc độ chậm của các cô gái Thanh Hóa khiến cho hàng thủ của Ninh Bình dễ dàng bắt bài. 21-14. Tấn công tốt, đó là Trịnh Thị Huyền. Lê Thị Dung cần những người đồng đội của mình phải xử lý tốt hơn ở những tình huống bắt bước một thì Thanh Hóa mới có thể triển khai tấn công tốt được. Bích Tuyền. Cú đánh chéo sân rất mạnh của đối chuyền mang áo số 10. 22-15. Sau tình huống ghi điểm của Bích Tuyền thì Ninh Bình cũng đã có sự thay đổi ở vị trí chuyền 2. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng dường như đang muốn sử dụng Yến Nhi nhiều hơn. Bích Tuyền. Và tấn công từ sau vạch 3m. Và Bích Tuyền giúp cho Ninh Bình LP Bank ghi thêm một điểm nữa để đến gần hơn với chiến thắng trong trận đấu này.
Cú đánh trên chắn của Bích Tuyền và hàng sau của Thanh Hóa cũng không thể ngăn cản Bích Tuyền ghi điểm. Darin. Một lần nữa thì người ghi điểm cho Thanh Hóa lại là Lê Thị Lan. Trong set đấu này thì hai cầu thủ tấn công chủ lực của Thanh Hóa là Trịnh Thị Huyền và Lê Thị Lan. Huấn luyện viên Trần Đăng Thành quyết định sử dụng chuyền 2 Tôn Thị Minh Thư. Chuyền 2 sinh năm 2003 được Thanh Hóa mượn từ Hậu Giang. Có tới 8 match point cho các cô gái Ninh Bình LP Bank. Trận đấu thực sự diễn ra quá dễ dàng cho đội bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng. Bắt được 1-0 thành công. Đó chính là điểm yếu lớn nhất của Thanh Hóa trong trận đấu này. Và tình huống xử lý vừa rồi cũng đã khép lại trận đấu ngày hôm nay. Một chiến thắng chóng vánh cho Ninh Bình LP Bank khi họ vượt qua Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa chỉ sau 3 set đấu. Với thắng lợi này thì đội bóng của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng sẽ bước vào trận bán kết